Tinh tấn không thoái Một biện pháp duy nhất Là đọc kinh Thân cận thiện hữu Viễn ly mê hoặc Cái điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Phạm hệ tu hành không thể thành tựu Sau cùng thoái chuyển đọa lạc Đều là không vượt qua được mê hoặc của xã hội Xã hội là Mê hoặc của danh vọng Lợi dưỡng tài sắc danh thực thùy Cho nên nhà Phật gọi là hậu pháp Ai hậu pháp? Chính mình phải hậu pháp của chính mình Thiện hộ Chính là bạn chính mình hiểu được Ta không dược đổi mê hoặc ta nên né tránh bạn mới có thể bảo toàn không cưỡng lại được mê hoặc lại không chịu né tránh vậy thì, thì bạn chắc chắn đọa lạc chính bởi vì cái đạo lý này cái sự thật này cho nên Dài triều nhà đường Bách trượng cùng Mã Tổ Hai vị đại đức này Mới xây dựng Tổng Lâm Xây Tổng Lâm chính là vì việc này Bạn không cưỡng lại được mê hoặc Xây Tổng Lâm cung cấp Hoàn cảnh sinh hoạt thanh tịnh cho bạn Hoàn cảnh học tập diễn ly tất cả ô nhiễm cũng chính là diễn ly tất cả mê hoặc đem đạo tràng này xây dựng vào trong núi sâu bạn muốn đi vào đều rất là khó khăn không phải là người chân thật học đạo mộ đạo Họ không chịu cái khổ cực này Mã tổ xây tổng lâm Bách trường lập thanh quy Hai người này Mọi người nghe qua hai câu nói này liền tường tận xây tồng lâm là làm việc hộ pháp hộ trì đạo tràng đạo tràng tất cả những việc tạp vụ hành chánh họ làm đại sư bách trường dạy học cũng giống như một cái trường học một người là chủ quản hành chánh một người chủ quản dạy học Quản lý hành chánh hộ pháp Dạy học hoàng pháp Hoàng hộ một thể Thiếu một thì không thể thành lập Ngày nay chúng ta ở nơi đây Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hộ pháp Chúng ta ở nơi đây hoàng pháp Chúng ta không có được sự hộ trì đắc lực này bạn tu học trong Phật Pháp có cao minh hơn Bạn cũng không thể nào phát huy được Cho nên Hoàng Hộ Nhất định phải kết hợp thành một thể Công đức của Hoàng Hộ lớn như nhau Ở trong Kinh Đại Niết Bàn Phật nói với chúng ta Công đức hộ Pháp còn lớn hơn so với Phật Pháp. Đây là Thế Tôn nói. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, Hồ Trì Phật Pháp thời đó là 16 vị Đại Quốc Dương thời đó. Cho đến đương thời Đại phú trưởng giả Các khu vực Họ đến hộ trì Lễ thỉnh Thế Tôn Lễ thỉnh Tăng Đoàn Đến nơi của họ Hoàng Pháp Lợi Sanh Đều là làm ra tấm gương rất tốt Cho chúng ta Bồ Tát Nhất định phải học tập Lục độ Tứ nhiếp pháp Viễn ly Tham sân si mạng Đây gọi là tu phạm hạnh Nền tảng của tu phạm hạnh Là thanh tịnh trí tuệ Tứ nhiếp lục độ mới có thể viễn ly tất cả ô nhiễm